Tối 11 tháng 4, Trung tâm Văn hóa tỉnh Cà Mau phối hợp với Trung tâm Văn hóa Truyền thông và Thể thao Việt Nam Giới tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng 48 năm Ngày Giải phóng đất nước 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 năm 2023 tại xã Tân Trung. Với chủ đề Cà Mau khúc hát tự hào, chương trình có 12 tiết mục, 35 diễn viên. Các tiết mục ca múa, nhạc đặc sắc được dàn dựng công phu, bài bản. Chương trình đã tái hiện thời kỳ gian khổ nhưng rất đổi hào hùng của dân tộc, ngợi ca Đảng, Quang Vinh, Bác Hồ vĩ đại. Những thành tựu to lớn trong sự nghiệp đổi mới của quê hương Cà Mau, mà còn khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, tinh thần đoàn kết, lòng tự hào, tự tôn dân tộc. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa, góp phần làm cho dịp kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước càng thêm vui tươi, phấn khởi.